Dạng sáu, chứng minh bất đẳng thức. Thì đây là dạng cơ bản nha các bạn. Biến đổi bất đẳng thức về dạng A lớn hơn bằng 0 hoặc A nhỏ hơn bằng 0. Hay nói cách khác, các bạn phải làm sao vế phải của mình phải bằng là số 0. Được chưa? Vế phải phải bằng số 0. Sau đó dùng một trong 7 cái thằng đẳng thức để giải quyết. Ví dụ bài 1 cho hai số A, B, C chứng minh các đẳng thức sau đây, thì mình sẽ giải bài A. Mình sẽ cố gắng các bạn viết lại đây nè. A B nhỏ hơn bằng A bình cộng B bình chia 2. Thì mình mang hàng này ra phía trước nè, mang hàng này ra phía sau, thì các bạn thấy là A bình cộng B bình chia 2 sẽ lớn hơn bằng A nhân B. Được chưa? Sau đó mình chuyển qua một vế, đó là A bình cộng B bình chia 2 trừ A nhân B. Nhớ chuyển vế phải bằng lớn hơn bằng 0. Đúng dạng chưa ạ? Đúng dạng A lớn hơn bằng 0. Sau đó các bạn hãy phân tích thằng này. Thì bước đầu tiên các bạn quy đồng mẫu số. Quy đồng mẫu số đó là A bình cộng B bình trừ mẫu là 2. Vậy là nhân này cho 2. Sau đó các bạn sắp xếp lại, sắp xếp thứ tự đó là A bình trừ 2 AB cộng B bình tất cả chia 2 lớn hơn bằng 0. Tương đương A bình trừ 2 AB cộng B bình, đó chính là A trừ B tất cả bình chia 2 lớn hơn bằng 0. Thì mình biết rằng cái gì bình phương cũng lớn hơn bằng 0 mà chia cho 2 là số dương nữa. Trên là lớn hơn bằng 0, chia cho số dương vậy nó lớn hơn bằng 0. Đúng, đúng chưa ạ? Thì cho thấy vậy, các bạn kết luận vậy. A nhân B nhỏ hơn bằng A bình cộng B bình chia 2. Ok chưa ạ? Tương tự những bài còn lại các bạn cũng làm y chang như vậy. Và các bạn giải ra. Bài nào không biết các bạn comment ở phía dưới giúp lại.